Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 20 tháng 8 cam kết sẽ chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine khi Tổng thống Zelensky có chuyến thăm đến hai nước này. Động thái diễn ra sau khi Mỹ hôm 18 tháng 8 đã chấp thuận cho đồng minh gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine sau khi các phi công nước này tốt nghiệp khóa đào tạo của liên minh. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại căn cứ không quân Eindhoven, nhân chuyến thăm bất ngờ của ông đến Hà Lan, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố sẽ cung cấp một số lượng tiêm kích F-16 chưa xác định cho Ukraine sau khi các điều kiện chuyển giao được đáp ứng. Hà Lan hiện có tổng cộng 42 tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Trong một động thái tương tự, tiếp Tổng thống Ukraine tại căn cứ không quân Skrydstrup, Thủ tướng Đan Mạch cho hay sẽ chuyển giao 19 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Trong số 19 chiến đấu cơ này, 6 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine vào dịp năm mới, tiếp theo là 8 chiếc vào năm 2024 và 5 chiếc vào năm 2025. Cùng với Hà Lan, chúng tôi là quốc gia đầu tiên đưa ra cam kết chắc chắn và cụ thể về việc tặng máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine và hy vọng các nước khác sẽ theo chân chúng tôi. Tổng thống Ukraine Zelensky gọi quyết định này là một thỏa thuận đột phá và cho biết các chiến đấu cơ F-16 sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine cũng như giúp họ phản công mạnh mẽ hơn trong cuộc xung đột với Nga. Trước đó, hôm 18 tháng 8, Mỹ đã chấp thuận cho Đan Mạch và Hà Lan gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine sau khi các phi công nước này tốt nghiệp khóa đào tạo từ liên minh gồm 11 nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho hay quá trình huấn luyện phi công đã bắt đầu nhưng sẽ mất ít nhất 6 tháng hoặc có thể lâu hơn để đào tạo cả kỹ sư và thợ máy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào ngày 19 tháng 8 đã đưa ra nhận định rằng phương Tây đang nỗ lực vô ích chiến đấu tới người Ukraine cuối cùng nhằm đánh bại Nga, nhưng triển vọng cho kế hoạch này không mấy khả quan. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng tương lai của Kiev và những bên ủng hộ nước này có vẻ khá ảm đạm. Cuộc xung đột ngày càng kéo dài, phương Tây càng ít sẵn sàng đóng góp vào sự khôi phục hậu xung đột ở Ukraine và niềm tin vào thành công của Kiev trên chiến trường càng suy giảm như khả năng của nước này nhằm bảo vệ nhà nước ở bất kỳ hình thức nào hoặc trong bất kỳ biên giới nào. Ngoại trưởng Nga cho rằng không thể bỏ qua việc Ukraine không có khả năng chi trả các khoản nợ chính phủ, điều có thể là gánh nặng với người nộp thuế ở các nước phương Tây, gây nên lạm phát và tiêu chuẩn sống suy giảm. Ông Lavrov cho biết Nga hiểu phương Tây muốn xóa sổ đất nước Nga như là một đối thủ địa chính trị, nhưng Mỹ và đồng minh phải hiểu rằng Moscow sẽ sử dụng tất cả công cụ để bảo vệ người dân và các lợi ích của mình. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định người dân Mỹ đang ngày càng bất bình với việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, mặc dù điều đó không khiến cho giới chức ở Washington chấm dứt việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngày 21 tháng 8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn tự do UNCHI-UFS. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 11 ngày, dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực với nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện trên thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự UNCHI. Trong khuôn khổ cuộc tập trận sẽ diễn ra khoảng 30 hoạt động huấn luyện thực địa phối hợp, nhiều hơn năm ngoái. Ngoài các lực lượng của Mỹ và Hàn Quốc, cuộc tập trận năm nay còn có sự tham gia của các binh sĩ đến từ 9 nước thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, gồm Australia, Canada, Pháp, Anh, Hy Lạp, Italia, New Zealand, Philippines và Thái Lan. Ủy ban giám sát của các quốc gia trung lập, một quan sát viên của Hiệp định Đình chiến cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 cũng tham dự cuộc tập trận. Ủy ban này có các đại diện của Thụy Điển và Thụy Sĩ. Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi ECOWAS ngày 20 tháng 8 tuyên bố khối này quyết tâm khôi phục lại trật tự hiến pháp tại Niger, tìm kiếm tự do của Tổng thống bị lật đổ Bazoum và ECOWAS vẫn giữ nguyên khả năng can dự quân sự của mình. Tuyên bố từ ECOWAS được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán cùng ngày giữa phái đoàn ECOWAS và chính quyền quân sự Niger đã không đạt được bất kỳ kết quả đáng kể nào. Nguyên nhân là do hai bên đưa ra các yêu cầu và điều kiện quá khác biệt nhau. Trong khi phái đoàn ECOWAS yêu cầu chính quyền dân quân sự Niger lập tức trả tự do và khôi phục đầy đủ quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ Bazoum. Chính quyền quân sự Niger yêu cầu các nước Tây Phi công nhận Hội đồng Quốc gia bảo vệ Tổ quốc và chính phủ mới mà phe đảo chính lập ra tại Niger, đồng thời dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt áp đặt chống Niger liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay. Cả hai bên đều từ chối đáp ứng yêu cầu của bên còn lại, khiến cho đối thoại rơi vào bế tắc. Thưa quý vị, ngay sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn được tổ chức tại Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã đến thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tại đây, Thủ tướng Nhật Bản đã khẳng định chính phủ chưa ấn định thời gian xả nước thải đã qua xử lý ra biển.
phát biểu tại chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Thủ tướng Kishida Fumio cho biết, chính phủ Nhật Bản chưa quyết định thời điểm xả nước thải từ nhà máy Fukushima vào Thái Bình Dương. Trước tiên, ông sẽ gặp các quan chức trong lĩnh vực ngư nghiệp để thảo luận về những lo ngại của họ. Tôi không thể bình luận về thời điểm cụ thể của hoạt động xả nước thải ra biển vào thời điểm này vì quyết định phải được đưa ra sau khi chính phủ xem xét toàn bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và ngăn chặn thiệt hại về mặt uy tín đối với ngành ngư nghiệp. Chuyến thăm diễn ra trước khi Thủ tướng Kishida có kế hoạch gặp các bộ trưởng vào ngày 22 tháng 8 để thảo luận thời điểm bắt đầu xả nước thải. Các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản trước đó tiết lộ, quá trình xả thải có thể bắt đầu từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã công bố báo cáo cuối cùng cho rằng quá trình xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu. IAEA cũng nhận định việc xả nước thải sẽ gây tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường. Mặc dù vậy, các ngư dân địa phương và quốc gia láng giềng vẫn lo ngại về chất lượng của các sản phẩm thủy sản. Giới chức Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thực phẩm từ 10 tỉnh của Nhật Bản, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm tra phóng xạ nghiêm ngặt với sản phẩm nông nghiệp từ những địa phương khác. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc xác nhận kế hoạch xả thải của Nhật Bản an toàn. Song, các nghị sĩ đối lập và nhiều người dân nước này vẫn giữ quan điểm phản đối. Mưa bão đã ập xuống bang California của Mỹ khi bão nhiệt đới Hilary quét qua bang này ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương, rạng sáng nay theo giờ Hà Nội. Các nhà khí tượng cảnh báo lũ lụt thảm khốc có thể xảy ra. Ở Palm Springs, một nơi lánh mình trong sa mạc ở quận Riverside, cách Los Angeles khoảng 160 km về phía đông, thành phố thường có lượng mưa khoảng 12cm trong cả năm, giờ đây có thể nhận tới 15-25cm chỉ trong một cơn bão này. Nhiều thị trấn sa mạc ở bang California lần đầu tiên chứng kiến ngập lụt. Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như thế này. Bão nhiệt đới chưa bao giờ đổ bộ tới chỗ chúng tôi. Hy vọng mọi người đều được an toàn. Đây là điều chưa từng xảy ra. Chỗ chúng tôi đã từng gặp bão trước đây, nhưng chưa bao giờ gió và mưa cùng lúc như thế này. Tôi có một người bạn vừa chứng kiến một nhà để xe dài gần 20 mét bị thổi bay khỏi nhà xóm và cuốn theo 4 ngôi nhà. Một số cây lớn cũng bị đổ rồi. Trong lúc bão Hilary quét qua, một trận động đất 5,1 độ cũng đã xảy ra tại Nam California, khu vực phía bắc Los Angeles. Trong lúc đó, giới chức San Diego cảnh báo thành phố chuẩn bị hứng chịu toàn bộ tác động của bão Hilary trong vài giờ nữa và đã phân bổ nguồn lực để nhanh chóng cứu hộ, ứng phó tình trạng mất điện và cây đổ. Sau khi rời San Diego, bão sẽ di chuyển đến Los Angeles, nơi hơn 9 triệu người, bao gồm trung tâm thành phố, đang đối mặt cảnh báo lũ quét. Giới chức thông báo mở thêm 3 địa điểm trú ẩn khẩn cấp và cung cấp phương tiện di chuyển để hỗ trợ cộng đồng vô gia cư di tản trước khi bão Hilary ập đến. Nước lũ cũng tấn công thung lũng chết, những con đường trong phạm vi thung lũng chết bị nước dâng và không thể đi qua. Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở Nam California để hỗ trợ nỗ lực ứng phó bão dữ. Bang láng giềng Nevada cũng đã ban hành tình trạng khẩn cấp toàn bang do bão nhiệt đới. Theo website FlyAware, Mỹ đã hủy ít nhất 1.030 chuyến bay trong ngày 20 tháng 8 và hơn 4.000 chuyến bay bị hoãn.